Hơn 100k, chỉ có hơn 100k một cái túi da PU cực kỳ xịn đúng không ạ? Bảo hành tới 1 năm, bảo hành 1 năm, bong tróc da, hỏng khóa, đổi mới 100% đúng không ạ? Đổi mới 1 đổi 1 trong vòng 1 năm luôn anh chị nhá. Đấy, da bong này. Ngăn đằng trước đấy. Đấy, cái này đựng điện thoại các thứ linh tinh này, sạc này. Ngăn chính đấy. Ngăn chính rộng rãi đấy. Đấy, này là đựng được Kindle, đựng được máy đọc sách này, ủ sạc này, ví này. Các đồ gia dụng à, các đồ tiện tiện ích này đó đấy, hai ngăn chính cho chị nhé. Khóa khóa mạ đồng này, khóa mạ đồng này, kéo đấy, khóa mạ đồng kéo đấy đúng không? Quá là trơn tru luôn, rất là bền đó. Nắp trên này hai khóa nam châm này đấy, rất là tiện đúng không? Đấy, hút vào là xong đúng không? Đeo này anh chị này, đeo 3 chiều luôn, gọi là đeo 360 độ. Đấy, đeo phía trước này anh chị thấy không? Đeo đeo phía trước này, nhìn ngon nọt không? Ừ. Nhìn rất là ngon trai đúng không? Đấy. Đeo bên hông này. Ôi. Đi nhìn trông nó hoành tráng đúng không? Đấy, đang đeo đằng sau là anh chị này. Đấy. Anh chị thấy không? Anh chị nói tiện không? Đấy. Đấy. Nhìn trông nó lịch sự đúng không ạ? Tiện dụng. Này mà đi chơi này, à, đi chơi này, đi xe máy này, đấy, rất là tiện nha anh chị nhé.